cái sản phẩm đó. Sau đó mình nghiên cứu là ai sử dụng. Bởi vì thực chất bây giờ làm quảng cáo á, thì Facebook nó chỉ là công cụ, cái quan trọng đó là sản phẩm và khách hàng. Còn Facebook nó chỉ là công cụ thôi mà. Cái cốt lõi là đấy, nên ví dụ tại sao mà anh Thành bảo là người đọc hai quyển sách đấy, hai quyển sách đấy nó về là hiểu tâm lý khách hàng. Thế để mà mình viết ra được, để mà mình target ra được, thì đầu tiên là phải hiểu khách hàng, thứ hai là hình dung khách hàng ở ngoài đời như thế nào. Ví dụ khách họ giàu hay họ nghèo, thì cái đó là cái này nó nhiều lần mà mọi người cứ chăm chăm đi xin target thôi. Thì mình sẽ coi khách hàng ngoài đời như thế nào, ví dụ như là nó đi xe gì, nó thích chơi gì, nó thích ăn gì, nó đọc báo gì, nó thích đi với con nào mình tìm hiểu hết luôn, nó đi quán bar nào, ví dụ vậy. Thì sau khi mà mọi người tìm hiểu xây dựng hình ảnh khách hàng ở ngoài đời thực á, thì bắt đầu áp nó vào Facebook. Ví dụ như thế nào, ví dụ như nó thích chơi tennis thì nó phải quất câu lạc bộ tennis, nó thích đọc báo chơi dưới tẻ thì có trang TV kênh 14 ngôi sao, em group em tóc, hay là chung cư thì lại có câu lạc bộ chung cư cái gì đấy. Tức là mình hình dung họ ngoài đời thực và áp vào Facebook, và sau đó là test như là anh Thành đã nói. Đây là cái này là test, bởi vì là thực chất cái chỗ này này, cái chỗ target ở đây, ví dụ bây giờ mọi người target ví dụ đây này, ông này là ông thích trang TV này, ông này ông thích chung cư này, nó cứ từng như thế này và nó sẽ đan chéo với nhau. Một khách hàng ở đây á, ví dụ ông này thích ăn bún nhưng mà ông thì thích tất cả các ở đây luôn. Cái mục tiêu mình test á, test tức là giống như mọi người thấy họ đi khoan dầu khí á, họ thăm dò, họ định hướng. Ví dụ như là khách họ bán giày chạy, họ mấy cái em group vẫn bán được bình thường, nó chẳng liên quan đến giày. Nhưng mà mọi người phân tích thì hôm nào thì sẽ, bởi vì học thì nó ít thời gian, thì sẽ có một cái video để mọi người về target chéo, thì mọi người sẽ hiểu cái này hơn về cái target chéo. Tức là thông thường thì mọi người có một cái vấn đề là 100.000 like không đưa vào sở thích được, đúng không? Thì bây giờ làm sao mà yêu mình làm thế nào mình lôi ra để mình đưa vào sở thích, hoặc là mình tìm những người lân cận. Thì cái này chả ai nói, mình cứ đặt cho target chéo, trước kêu target lòng vòng nhưng mà nghe khó hiểu, thôi đặt cho ngoài target chéo. Như vậy vì cái này là mình thấy bài rất là hay mà chưa có gì chia sẻ, thì cái phần này thì sẽ tạm dừng cái target ở đây. Còn các vấn đề về target thì mọi người cứ inbox cho anh Thành đấy, anh Thành sẽ giải quyết cho mọi người. Về sản phẩm thì cứ inbox cho anh Hoàng đấy, còn mời đi nhậu với cà phê thì cứ đến anh Cương. Thì buổi nay thì cũng chia sẻ cho mọi người. Đầu tiên á, thì mọi người đánh giá một cái hiệu quả một cái quảng cáo á, thì mọi người phải biết là các cái yếu tố mà nó ảnh hưởng đến thì mọi người mới đánh giá được. Ví dụ bây giờ mình cũng chạy cùng target nhưng mà mình cách chạy mình khác hay sản phẩm mình khác, tất cả cái những cái đó thì nó đều liên quan đến yếu tố, rất là nhiều yếu tố. Kể cả là một khách hàng nó làm một bài viết rất là ngon mà mình lấy về mình chạy không được, thậm chí là fanpage mình là ngon hơn ấy, nhưng mà còn không chạy được đấy. Hoặc là một cái sản phẩm này thôi, nó bán 25.000, mình cũng bán 25.000, tại sao không ai mua, mình cũng lấy bài như nó đấy. Kể cả là cái spa nó mới hơn mà nó vẫn thích, nên là mình phải xét đến tất cả các cái yếu tố ảnh hưởng. Thì mọi người nghĩ cái yếu tố nào ảnh hưởng đến quảng cáo nhất? Bản thân sản phẩm. Rồi, một ý kiến, ai có ý kiến được không? Bạn áo hồng à, hình ảnh đúng không? Rồi anh nhặt tay, anh nhặt tay chống cầm anh, theo anh cái gì anh? À không, bây giờ ví dụ anh bán hàng thôi, anh cứ ảnh hưởng bằng cái gì thôi, anh từ suy ra từ cá nhân của anh thôi. Giá đúng không? Tức là giá cả đúng không? Thì nó sẽ có rất là nhiều cái vấn đề ảnh hưởng. Thì cái vấn đề đầu tiên bàn đến đấy là chính là những cái này. Còn trước cái này nó lại rất là bao la nhưng mà thời gian có hạn nên là gộp vào chung hết để xử lý một lần. Thì đây á, là những cái mà mọi người kiểm soát được, hoàn toàn có thể kiểm soát được. Ví dụ bắt đầu từ sản phẩm, thị trường, đối thủ, khách hàng,
đây là những cái yếu tố mà nó ảnh hưởng, chắc chắn ảnh hưởng. Bây giờ sản phẩm á, bây giờ mà có học target kinh khủng của bên anh Thành xong đúng không, target khói lửa đi nữa, mà giờ bán cái sản phẩm mà không đúng thị trường thì ai mua đấy. Hoặc là target kinh dị đi, target xịn đi, mà thương hiệu thì mới có được 1-2 like này, chả ai biết đến cả. Ví dụ như đơn giản này, bây giờ không biết ông Cường, ông nào bảo ông Cường tổ chức ID không? Đó là vấn đề thương hiệu. Cho dù là cùng tổ chức, ví dụ như là ok, bảo ông Cường tổ chức đấy, mai nộp 1,5 triệu đi đấy, chắc chắn là không ai nộp được đúng không? Biết ông nào, mẹ LV rồi ông lừa tôi thì sao? Thương hiệu ông phát tết ông làm mất thì ông đặt cái khác thì chết dở à? Nên là cái thương hiệu rất là quan trọng. Tức là lại là mình phải cho biết, mình phải cho đi cái gì đối với những cái sản phẩm mà nó khó bán ấy. Ví dụ như là bây giờ sản phẩm gì khó bán nhỉ? Ví dụ như là cái thức ăn cho bé đi, để tăng cân đi gì đấy, thì những cái sản phẩm ấy á, thì mọi người lại phải xem lại cái nội dung hình ảnh. Tức là đầu tiên mình phải cho đi đã. Tức là sao? Ví dụ như là đầu tiên, ví dụ một cái fanpage mình là mới tin chẳng hạn, đúng không? Bây giờ mình chạy bán hàng thì làm sao mà bán được? Mình chạy một bài chia sẻ là những cái cách mà làm bé ít miếng ăn chẳng hạn, hay là cái thủ thuật mà cho con ăn nhiều chẳng hạn, là mình cho đi kinh nghiệm để nó nhìn, nó biết mình á. Bây giờ thông thường thì ví dụ như là một cái sản phẩm, nó đầu tiên nó phải biết đến mình, tức là mọi người phải biết nó là một cái phiểu như thế này. Ví dụ như thế này, nó có hình cái phiểu như thế này. Đấy. Thì đầu tiên á, làm gì mà bây giờ ví dụ gặp bạn này, hạn giờ gặp đây luôn là em mai đi cà phê với anh, nó tát chết. Đầu tiên thì nó biết đây, nó phải biết mình á. Đấy. Nó biết mình, sau ở thấy ông này kém gió ông được đấy, nó cái quan tâm. Đấy. Quan tâm ngày mai ngồi đi cà phê thì chưa chắc là đi, nhưng mà nó có khả năng tổng khoảng 30% cơ hội. Kiểu như vậy. Mình bán hàng đâu phải vậy. Đấy, các bạn phải đi từ từ. Nhưng mà cái này là tùy sản phẩm, ví dụ sản phẩm mình, sản phẩm nó độc lại chẳng hạn. Cái sản phẩm mà ví dụ bây giờ cái bút này rất là độc chẳng hạn, nó đặt tầm quan tâm này nhiều, nó phát nó mua luôn. Đây, tao phải nói nó mua luôn, không phải theo từng bước. Cái này nó phải áp dụng, nó tùy sản phẩm, nó quay về cái bài toán sản phẩm. Thì cái thị trường hay đối thủ nó bùng quay. Ví dụ cái đối thủ của mình rất là mạnh, nó nhiều tiền, bây giờ nó ví dụ tâm bán hàng thì nó sẽ có những cái nhất luôn luôn, tức là mình phải hy sinh những cái khác. Ví dụ như bản thân mình chẳng hạn, ví dụ bây giờ tôi chém gió tốt này, tôi ăn khỏe này, tôi tìm được, nó tự giới thiệu cho tôi, tôi phải nói về một cái nhất chứ. Bây giờ rẻ nhất thì thằng nào rẻ nhất thì làm sao mình đủ được, đúng không? Mình không đủ được, nó rẻ rồi mình không đủ nữa. Bây giờ tao không rẻ, tao đắt đấy, em bán hàng đắt bình thường. Đắt hỏi sao mà đắt đấy, anh cứ đùa, bọn nó bảo hành 1 tháng, em bảo hành tận 3 tháng, rồi em nhiệt tình chăm sóc anh, dịch vụ của em ngon hơn, rồi anh thấy này, hộp em nhìn ngon lành này, em làm ăn lâu dài, thì nó khác hẳn hoàn toàn. Đó là về, nên là cái này là cái ảnh hưởng đầu tiên đấy. Thì mình phải hy sinh các đặc điểm khác. Ví dụ bây giờ tôi ăn khỏe chẳng hạn, tôi cũng làm khỏe chẳng hạn, tôi cũng đi chơi khỏe chẳng hạn, nhưng mà bây giờ tôi ứng viên vào cái cuộc thi là thằng nào đi chơi khỏe thì tôi phải nói tôi đi chơi khỏe lên, còn các cái khỏe khác thì tôi kích, không cần. Vì đó là mình nuôi một cái sản phẩm bất kỳ á, thì nó bao giờ nó cũng có điểm mạnh và điểm yếu, thì mình phải biết ra đường, mình đưa điểm mạnh của mình lên. Bây giờ mình đã yếu rồi, mình đã gió đã chết à, thì điểm yếu thì mình lờ đi. Ví dụ sản phẩm của mình là xuất xứ Trung Quốc chẳng hạn, đúng không, nói danh hử ấy, ông làm cái nhãn mác là Taiwan Đài Loan ấy chẳng hạn, như vậy mình phải né đi. Ví dụ sản phẩm mình Trung Quốc, nó tất nhiên mình phải né câu hỏi đi, hỏi Trung Quốc à, thì bảo anh chị cứ xem bây giờ còn xin anh chị mặc đồ Trung Quốc thì đừng có nói dùng đồ Trung Quốc. Tuy mình nói ví dụ em hàng Trung Quốc thật, nhưng mà cái chế bảo hành của em đổi trả rất vô tư, nhân hàng em đi xem. Thì đó là về cái vấn đề sản phẩm. Và tiếp nữa là về vấn đề khách hàng, bởi vì là
thực chất thì nó chỉ có hai cầu nối, thứ nhất đó là sản phẩm và cái khách hàng này thôi. Từ sản phẩm á, của anh Hòa chia sẻ ban đầu á, thì mọi người mới đẩy ra được khách hàng của mình là ai. Khách hàng của ai, mình là ai, nhưng mà mình tiếp cận nó như thế nào thì nó lại phụ thuộc vào thị trường đối thủ. Ví dụ đối thủ của mình bây giờ nó mạnh kinh dị để chăm sóc khách hàng, mình không thể chăm sóc hơn được. Thì nói như là anh đây thì mình sẽ đánh về giá chẳng hạn. Ví dụ mình đánh về mình là rẻ nhất này, mình là nhiều sản phẩm nhất này, mình là sản phẩm độc lạ nhất này, hoặc là cái sản phẩm mình chăm sóc là tốt nhất, thì mình phải có một cái gì nó lưu ý khách hàng. Khi mà mọi người lướt qua một cái màu quảng cáo, thông thường thì nó chỉ có tầm 5 đến 7 dòng ở đây chẳng hạn, đúng không? Còn một cái hình ảnh ở dưới đây thì bây giờ trên Facebook nó quảng cáo nhan nhản, thì làm sao mà đi ngang mà người ta lưu tâm ở đây được. Đầu tiên là nó về cái yếu tố đó, nó phải gây được sự chú ý, đúng như thằng bán cước khô kia chưa, nó gây sự chú ý ra. Còn công dụng tính sau, nó bây giờ 5-7 dòng như chẳng hạn như vậy, bây giờ mọi người đi xin việc chẳng hạn, mọi người có cả trời năng lực chẳng hạn, đúng không, thì mọi người phải đưa cái năng lực mình có 5-7 dòng giới thiệu hơn. Tức là ở đây á, nó gây chú ý cho cái ở dưới này, ở đây á, đầu là dẫn dắt nó vào. Thế tức là nó xem hình ảnh này, sau đó nó xem nội dung và nó sẽ trong đầu nó sẽ suy nghĩ ta có nên đọc tiếp hay không đấy. Thì bây giờ nếu mà nó chả có gì ở đây, ông tao nhiều nhất này, tao rẻ nhất, tao giỏi nhất này, tràn lan đại hải ở đây, nó không thấy cái gì thì nó cũng không click vào cái quảng cáo của mọi người, và cái tỷ lệ chuyển đổi rất là thấp. Thì về cái tiết bài này á, thì nó thật bao la trời biển lắm để mà mọi người biết được cái bài này ngon đấy. Bởi vì nó rất là nhiều, nhưng mà những cái trong sách vở viết á, ví dụ như kêu gọi hành động mua ngay đi thì nó tất nhiên nó cũng được, nhưng mà quan trọng nhất là phải hiểu lại cái anh khách hàng họ cần gì. Ví dụ như là tại sao anh Thành nó nói chuyện mà test content ấy, test content ở đây là cùng một sản phẩm thôi nhưng mà phải làm ba cái màu viết khác nhau. Ví dụ màu này là về giá chẳng hạn, màu kia là về chất lượng chẳng hạn, tức là cái chỗ này kêu gọi hành động nó khác nhau này, thì dẫn đến là cái kết quả khác nhau hoàn toàn. Ví dụ đơn giản là có một cái đơn vị họ bán nước cam ép đi, thì họ có rất là nhiều lý do để khách hàng mua. Ví dụ là nước tôi là không chất bảo quản này, nước tôi là thơm ngon nhất này, nước của tôi là rẻ nhất này đấy. Thì mình phải test, ví dụ như là nước của tôi thơm ngon nhất, chả thằng nào biết, đúng không? Nước tôi là bổ dưỡng nhất, chả thằng nào quan tâm. Nhưng mà cái quan tâm á là nước của tôi là không chất bảo quản. Nhưng mà đôi khi nó lại quan tâm các thị trường khách hàng ở đây, nó rất là vô thức. Đôi khi anh em mình làm những cái chuyện rất là vô thức nên khách hàng họ cũng vậy thôi. Trên Facebook họ cũng rất là vô thức thôi, tự nhiên thấy hứng thì nó kích à, rồi sau kia chắc là đúng. Thì cái về cái phần content này là bao la nữa, nên là cái này mọi người về tự tìm hiểu một số cái về viết content đấy. Thì cái phần này á thì là mọi người nắm trong tay mình được và mình giải quyết được đấy. Ví dụ như mọi người thị trường chẳng hạn nó rộng thì mình phải đi thị trường ngách, như anh Thành nói chẳng hạn, thương hiệu của mình không mạnh thì mình phải đi các chiến lược về giá, tổ chức các chiến lược về mini game nhận được thương hiệu. Cái này là anh chị quá giỏi rồi, em không phải nói nữa. Cái này cái gì em liên quan đến Facebook thì em sẽ nói với anh chị thôi. Thì tiếp theo thì mọi người nghĩ cái vấn đề gì nó ảnh hưởng nữa không, ngoài những cái này? Bạn quay rồi, bây giờ không biết tên ai được gọi. Tôi nó không có nhiều thời gian, nếu mà có nhiều thời gian thì mình tương tác với nhau nhiều hơn. Hôm nay bị bách quá. Thì cái tiếp á mà ảnh hưởng kinh dị và kinh khủng á, đó là cái vấn đề content. Content thì nó sẽ bao gồm là nội dung, hình ảnh, video và nhiều cái nữa. Đây là minh họa một chút thôi. Tại sao cái content nó ảnh hưởng? Bởi vì là nó lại quay về cái vấn đề là mọi người lên Facebook làm gì? Mọi người lên Facebook chỉ chơi thôi, giải trí thôi. Em không phải xem thằng nào bán hàng, từ khi nó thấy nó hay quá. Thì cái này thực sự là sống chết đấy. Mọi người có target tập đi chăng nữa, hình ảnh, nội dung, video nó ngon đấy, vẫn bán được hàng, chẳng cần target.
không phải kém chạy ngày 10 triệu không người ta ghét cái gì, chạy đồng hồ 6-7 trăm ngàn chả ta ghét cái gì hết, nói không ai tin, bởi vì là hình ảnh nội dung nó làm rất là tốt. Còn vấn đề ta ghét á, đừng không biết ta ghét thì đừng ta ghét, đưa cái gì vào ấy thì phải cân nhắc. Ví dụ như là mình đưa hệ điều hành bên đầu thì phải cân nhắc tại sao mình đưa, đưa điện thoại tại sao mình đưa, bán thẻ nhớ thì ta ghét, iPhone thì đã chết, iPhone thì dùng thẻ nhớ đâu, ví dụ vậy. Cái gì không biết thì đừng có đưa, thật sự ta ghét không biết để đâu, làm những cái nhanh thành thôi, còn không biết bỏ qua. Cái nào cũng biết, bởi vì tại sao mà có bạn nói là ngày xưa em ta ghét đông thì nó tốt mà ngày sâu vào thì nó bán không được đấy. Thì ở đây là hai vấn đề. Thứ nhất là Facebook nó ngày càng khó khăn, chắc chắn là nhiều. Lại về vấn đề đối thủ là nhiều hàng cạnh tranh hơn. Và thứ hai nữa là thực sự là em làm Facebook á, đến bây giờ em càng tìm hiểu thì em thấy càng rối, rất là nhiều cái mâu thuẫn. Và nhiều khi thực sự bản thân em thì bây giờ là nó làm sao để em tối ưu hình ảnh nội dung thôi, còn người ta ghét thì nó bao la thời điểm quá. Nên là cái hình ảnh nội dung nó rất quan trọng. Họ có mua hàng hay không á thì nó phụ thuộc vào hình ảnh nội dung rất là nhiều. Cái nội dung nó đấy là lại quay về cái vấn đề là không có comment chẳng hạn, hay là chỉ like không chẳng hạn. Bây giờ biết nó trả là gì thì làm sao mà ông nào ông comment. Biết ví dụ như đợt trước em test một cái bài ấy cho một cái thẩm hay cho cái mỹ phẩm chẳng hạn, thì một cái bài viết là kem chống nắng bình thường thì viết lên rồi viết bảo là kem chống nắng bao nhiêu tiền như cách viết thông thường của mọi người vậy, thì tất nhiên là cái đó kêu gọi hành động nó sẽ tệ hơn đấy. Thì nhưng mà cách viết thứ hai, ví dụ em viết lại, em viết lại, nó viết không được em cố quá viết lại, bình thường em không viết vì em viết không tốt. Thì em viết thế này, năm tức là cái tư vấn về chọn kem chống nắng, thứ nhất là da trơn này, thứ dầu là da khô này, đấy, tiếp từ da thì ở cái chỗ xem thêm thì nó phải kích vào, vì nó đang tò mò không biết là mình nó nằm có loại da mà mình đang lấy không, nó kích vào và nó nhận được sự tư vấn về da và mình chốt đơn dễ hơn. Kể cả cái chuyện bán đá phong thủy cũng vậy, thì chạy test về content ấy, một content là nói ôi vòng tao rẻ lắm, vòng tao ác kiến lắm, chả là nào mua. Nhưng cái bài content thứ hai biết là content là viết thứ hai là tức là tư vấn về chọn đá phong thủy đấy, bạn hợp với mệnh nào, hay là cái vòng này thì sẽ làm như thế nào, hay là bạn đã biết về đá chưa, tôi tư vấn và tư vấn chốt được đơn. Người ta bảo cái bán hàng ấy quan trọng nhất á là cái nợ, nợ đây không phải nợ tiền đâu, nợ tiền thì có phá sản rồi, nợ tức là nợ, nợ cái sự quan tâm, nợ cái sự tư vấn ấy. Cũng như là mọi người đi ăn thì giờ đi đông á, nếu mà trời mưa vào đó ấy, nó sẽ tặng cho mọi người cái áo mưa và nó tặng, giống như là mọi người đến một cái quán quen nào đấy, mọi người nợ cái tình cảm của nó, nợ nên mình cho đi khách hàng, cho đi biết bài làm sao là mình cái sản phẩm khó bán là phải biết cho đi trước, cho nó thấy cái giá trị đã. Mình phải cho, ví dụ mình bán bất động sản bây giờ mình không thể chăm chăm móc túi nó được, bởi vì á cái khách hàng thế này á có vấn đề, đó là tâm lý bây giờ nó rất là sợ lừa đảo, rất là sợ mua. Và trong khi mà cái tâm lý ấy thì trong đầu nó khi nào nó đề phòng. Nếu mà ví dụ đơn giản mọi người mà chưa biết mặt em chẳng hạn, anh chị không biết mặt em chẳng hạn, thì ra bài thử xe em hỏi mọi người sẽ đề phòng, biết thằng này nó lừa lấy xe mình hay không. Nhưng mà mọi người biết mặt em ở đây thì khác, ừ thằng này lấy xe mình thật đấy thì nó lại giảm xuống cái sự đề phòng. Tại vì là khi mà qua cái mức độ tức là mình thấy quen rồi, mình thấy thằng này nhiệt tình đấy, hay thằng này nữa đấy, nó lấy xe mình đấy nên là phải làm cái đấy. Thì cái vấn đề này thật sự mọi người có đọc và đọc, và nếu mà không đọc được nhiều lắm thì hãy sao chép ra cái bọn lớn hơn và mình cải biến ra. Cứ 10 thằng kiến trúc sư thì một thằng thiết kế nhà làm 9 thằng nó đi sửa bản vẽ đấy, là có một ông thiết kế tháp Eiffel như mày, có 100 ông đâu. Nên là mình phải lợi dụng cái đó, mình phải khi nào trong cái phần đối thủ ấy mình phải bám sát nó, mình theo dõi nó. Bởi vì là khi mà mình biết một cái bài ấy thì nó sẽ có 70% cái nội dung mà là từ cái cũ,
mình học rồi mình biết rồi mình tốt, mình test mình thấy mình tốt rồi, và 20% là cải tiến và 10% là rủi ro thôi. Nhưng mà em đánh một cái mình đi viết một bài nửa hơi ở đâu về bát thì 100% rủi ro thì cả chết. Đó. Thì mình phải học đối thủ, ví dụ mình thấy đối thủ chương trình này rất là tốt, à mình thấy là cái kiểu này, nên là anh Thành có nói là lên Google xem đấy, hay là anh Hòa nói về sản phẩm đấy, thì mình phải nghiên cứu xem là khách họ thích cái nội dung gì. Ví dụ bây giờ mình bán bất động sản chẳng hạn, thì mình phải hiểu được là bất động sản thì họ quan tâm cái gì. Ví dụ nhà người ta mua nhà là người ta quan tâm điều gì chẳng hạn như vậy. Còn ví dụ như em tạo sản phẩm chẳng hạn, thì em phải ngồi đầu tiên là em phải hỏi khách hàng, anh chị này có cái gì thì em phơi hết ra cho em đi để bắt đầu em tìm. Sau đó là mình phải đi tìm, mình mới tìm hiểu xem thử là cái sản phẩm này nó như thế nào, đối thủ của họ là ai, phân khúc của họ như thế nào, tất cả các cái vấn đề mà như anh Hòa và anh Thành đã chia sẻ bên kia thì mình mới nghiên cứu nó. Chứ bây giờ mọi người tán câu nào thì mọi người phải nghiên cứu nó chứ. Thì bố nó đi Mercedes mà mình đi xe riêng thì đến nó tát cho cơ mồm à. Mình phải thuê được cái xe BMW tán xong mình trả chứ. Đấy. Nên là cái vấn đề này, muốn làm cái vấn đề này tốt á thì chỉ có một cách duy nhất, đó là hiểu khách hàng và hiểu sản phẩm. Hiểu xem thử là khách hàng họ muốn cái gì, nó khát khao cái gì thì cho họ cái đó. Bây giờ mà đưa ví dụ như là nói về giá chẳng hạn, nhưng mà ví dụ đối tượng giàu nó cần gì giá, tao thiếu gì tiền, không thiếu tiền thì như vậy thì không được. Nên mình vẫn phải xem nó muốn cái gì thì mình cho cái nó, cho đúng cái nó cần. Việc của mình á, anh chị em ở đây đúng không, việc mình muốn là việc gì, bán được hàng. Còn việc khách hàng muốn á, cái cụ hay là bán được hàng liên quan gì đến tao, nhưng mà mình phải đưa, mình phải tìm cái sự giao nhau. Thông thường thì ví dụ một cái bài viết ấy chẳng hạn, thì nó sẽ đầu tiên á, nếu mà bài viết đăng về sản phẩm khó bán á, thì mình sẽ làm như thế này. Đầu tiên á là mình nêu cái giải pháp của họ, nêu cái vấn đề của họ. Vấn đề thì nó chỉ có hai vấn đề à, vui và buồn thôi. Một người chả có tâm trạng, giờ đi điên có tâm trạng khác thì là chỉ có vui và buồn thôi, lo sợ gì đấy thôi. Đấy, thì bây giờ dụ tại sao nó buồn, thì bắt đầu mọi người nói là đây, dụ bạn đang là lo lắng về con bạn biến ăn chẳng hạn, hay là bạn đang thấy là mua nhà rất là khó hay bị lừa chẳng hạn, tôi sẽ tư vấn cho bạn cái cách mà làm cho con ăn chẳng hạn. Đầu tiên bước thứ nhất là gì đấy, bước thứ hai, bước thứ ba chẳng hạn. Nhưng mà nếu mà bạn muốn con bạn ăn tốt hơn chẳng hạn thì bạn hãy sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Tức là nó đọc cái bài viết đấy ấy, thì nó vẫn nhận ra được cái giá trị. Làm sao bài viết mình biết ấy, khi nào có giá trị. Thì bình thường tên marketing thì content là vua, nhưng mà ở Facebook thì ngược lại, hình ảnh là vua. Bởi vì cái chữ nhỏ xíu này ai mà đọc được. Mọi người để ý cái thói quen của mọi người là khi mà lướt Facebook thì hình ảnh là cái kéo xuống nhìn cái content này không? Chả thằng nào mà nhìn cái content trước mà đi xuống hình ảnh là rất là ít. Nên là thằng này là vua, sao đổi ngôi. Thằng này bây giờ là lên, này xuống. Nhưng mà cái thằng này vẫn rất là quan trọng. Tức là thằng này phải gây được sự chú ý. Ví dụ chú ý, nó lại toàn về vấn đề là ví dụ cái này nó có giá rẻ, biết trực tiếp giá vào đây luôn. Mình là đang diễn về giá rẻ mà. Ví dụ tôi kiếm cái 9 ngàn nhìn vào nó, ồ, chỉ 9 ngàn à? Nhưng có cái gì hay ấy nhỉ, nó lại kéo lên. Từ cái này bắt đầu cái content bắt đầu thuyết phục nó mua. Dù bây giờ là tôi chỉ bán nó vòng 10 ngày thôi, hay tôi chỉ bán nó vòng 3 ngày thôi, cái gì nó hợp lý. Đợt trước em vẫn bị được. Đấy, tức cái thằng đó nó bán cái sản phẩm đó là cái Gmail mà phun dung lượng ấy. Nó chơi cái bài rất là khôn. Tên thật biết của nó bán tăng giá 500 ngàn hết. Còn tên bài chạy quảng cáo ấy, nó ghi hôm nay em giảm 300 thôi, và mua xong nó biết ồ mình lại bị lừa rồi. Nó là cái chiến lược nó rất thông minh. Như bây giờ khách nó rất khôn, khi nào mà giảm giá mà mọi người đi vào fanpage kiểm tra. Bây giờ mọi người có đi vào fanpage kiểm tra không, giá thế nào, đi vào web kiểm tra giá thế nào không, dính đòn lừa ngay. Nên là cái này rất là quan trọng. Đấy. Thì một cái vấn đề mà tiếp theo nữa đang là hơi bí thời gian này.
Vì thực chất một vấn đề ở đây nói kiểu tưởng nó sẽ ngoài thì không nói sâu được. Ví dụ trên hình ảnh nội dung đó mà thông thường nhìn người ta nói ít nhất là phải tầm khoảng 3 tiếng đồng hồ thì nói xong cái hình ảnh nội dung cho mọi người được. Thì nó rất là nhiều nhiều thang bậc cảm xúc rồi nhiều cái vấn đề mà nó lần lượt đấy, tức là tiếp cận khách hàng rồi lên kế hoạch về nội dung ấy, nó thằng tuyên về ấy, thì nó nói chuyện về đấy. Thì còn nội dung nó dạy nội dung thì chắc tầm khoảng 3-4 buổi đấy. Cái này thì thôi mình gửi tên lửa xem hoa này. Thì cái này á là em muốn định hướng cho anh chị có cái hướng đi, và sau đó mọi người phải tự tìm hiểu thêm rồi. Chứ còn nếu mà đi rõ ràng ra thì thực sự có những cái sản phẩm á, khách hàng họ chạy bây giờ tốt hơn. Còn biết vì sao không? Họ là người hiểu sản phẩm nhất, họ là người biết nhất, còn mình thì mình phải đi nghiên cứu lại mà. Thì cái vấn đề tiếp theo ở đây á, đó là ảnh hưởng á, đó là cái tài khoản quảng cáo và cái fanpage. Cái fanpage mới á, chạy khác fanpage cũ, fanpage lâu đời này chạy cũ khác, khác hoàn toàn. Fanpage có lịch sử xấu chạy cùng khác, tài khoản cùng vậy, tài khoản mới chạy cùng khác, tài khoản cũ chạy cùng khác. Ở đây không biết là mọi người có test ở các tài khoản khác nhau hay chưa? Khác nhau hoàn toàn, cực kỳ khác luôn. Fanpage vừa rồi đấy, lưu ý mọi người nhé, không bao giờ chơi thủ thuật hay gì với Facebook. Bởi vì á, bây giờ nó chưa giết nhưng mà sau này nó giết. Còn bé kia rất là nhiều trường hợp khách hàng chết rồi. Bé kia vừa rồi nó chết một cái trang, nó chết ngày nó đổ được khoảng 10 triệu đấy. Mà tiền like thì bao la luôn, nó bán cực tốt. Mà ngày xưa nó mua like cách đây lâu lắm rồi, mà bây giờ Facebook nó quét mấy đợt rồi đấy, đến đợt này nó mới chết. Nên hôm qua có một anh hỏi kiểu anh mua like anh vứt đi cho nhẹ. Rồi cái vấn đề like rất là nhiều chuyện đấy, thì vứt đi cho nhẹ bởi vì sao? Rồi nó sẽ chết, hoặc là mình bấp bênh, mình lo lắng rất là hay chết. Chết thì bây giờ mình đổ bao nhiêu tiền để mình xây dựng, bởi vì mình bán hàng mình phải đầu tiên mình từng bước mà mình thu thập mình người like, rồi mình lúc là like mình đủ các loại trò lên fanpage đấy. Thì nó chết thì là mình rất là tách biệt, nên là đừng có chơi. Ví dụ như cái sending chẳng hạn, hiện tại là nó chưa phạt, chưa thấy trường hợp nào phạt gì, nhưng mà rồi cũng sẽ bị. Cái mô hình dễ nhiên là ngày xưa mọi người có chết tài khoản không? Bây giờ chết nhanh ra đấy. Thì cái tài khoản ấy thì có anh Thành cái lưu ý là 6661 đấy, một vợ một con là một gì đấy, tính ai cũng nhớ hỏi anh Thành. Nhưng mà mọi người có một cái thói quen mà cực kỳ là nguy hiểm mà hầu như ai cũng vậy, đó là đăng nhập thoát ra thoát vào tên một cái tình duyệt nhiều cái nick Facebook thì thằng Facebook nó khóa bất thường. Nên là thứ nhất á, là sử dụng cái thằng thứ nhất là mọi người có thể cái bài này thì ngày xưa em cũng biết rồi, mà một cái web của em thì em tìm bài nó không được, chưa có thời gian cải tiến. Thì trong web nó có cách đăng nhập nhiều nick á, anh chị mọi người có thể vào cái cubic.com mà xem bài đấy, hoặc là mọi người tìm lên Google là cái phần mềm swap my copy á. Thì tức nghĩa là thế nào? Facebook mọi người để ý không, khi mọi người đăng nhập vào một tình trạng khác mà cài cái chế độ bảo mật đấy thì nó sẽ phát hiện ra đó chính là cái copy đấy. Và mọi người một nick phải đăng nhập ổn định một copy đấy, kể cả khi mọi người khởi tạo tài khoản hoặc nào đấy thì nó phải xét trên cái lịch sử là cái copy nó có đăng nhập ổn định không, ông có đăng nhập vớ vẩn không, thì nó đều xét. Thì nó có sẽ có công cụ là swap my copy, là mọi người đăng nhập rất là nhiều nick ở đấy. Và nó có một cái công cụ nữa là EDP. Cái công cụ ấy á thì mọi người sẽ chuyển nick từ tài khoản này qua tài khoản kia. Bây giờ ví dụ em ngồi máy mọi người chẳng hạn, em cài vào đó em lấy cookie của mọi người chẳng hạn, về nhà em đăng nhập máy em bình thường, chả cần bảo mật hai lớp, không cần. Mọi người bảo mật hai lớp em vẫn vào được, vẫn lấy được, lấy nick về máy em được và vẫn ổn định. Bởi vì là cái Facebook nó hiểu là cái cookie ấy đang đăng nhập ổn định và được bảo vệ rồi, vẫn mất nó bình thường. Máy em chuyển nick không có cần đăng nhập đâu, chuyển nick từ máy này qua máy khác, lâu lâu đi chơi thì chuyển tít ở đâu ấy, thì vô tư. Còn nếu cái vấn đề mà mọi người mà chết tài khoản ấy thì anh Thành nói có cái địa chỉ MAC ấy, nó vẫn dính
thì cái vấn đề giải quyết ở đây nó dính rất là nhiều, dính cả IP nhà mạng, dính địa chỉ MAC này, dính tất cả. Thì làm sao để giải quyết? Ví dụ dính địa chỉ MAC á, có thể có phần mềm để thay đổi địa chỉ MAC đấy. Hay là cách đơn giản nhất á, là mọi người tạo một cái máy ảo, sau đó dùng cái OP3G. Bây giờ mà bọn làm nick ấy, toàn đủ chơi đấy. Bởi vì á, khi mà mọi người đăng được một cái địa chỉ IP ấy, lên nhiều cái nick thì Facebook nó phát hiện và nó khóa. Nhưng mà cái 3G thì nó khác, cứ mỗi lần mọi người đăng nhập là một cái IP, và cái copy như vậy là mình đăng nhập ổn định thì nó tính ổn định. Nick em không có chết nick nào đâu, chết thì chỉ có là khách cho khách thuê rồi chạy fake, thằng fake rồi chết rồi, không chết. Thì mình phải xử lý như vậy. Hoặc là mọi người có thể về nhà mọi người tìm máy ảo trên mạng á, tháng khoảng $5 có một cái máy tính. Máy tính mình thích đặt ở Nhật, được đặt ở Nhật Mỹ cũng được. Tải chắc là tầm khoảng 200 MB trên giây ấy, cũng sướng lắm. Mọi người thích chạy quảng cáo ổn định trên đấy. Em vẫn hay dùng cái đấy. Nếu mà em đi chơi xa muốn đăng nhập ổn định chẳng hạn, thì em chỉ dùng đem đưa em vào điều khiển cái máy ở trên mạng đấy. Không bình thường, cái máy nó còn mạnh nữa, ngon nữa. Vì chi phí nó chia server ra nó rẻ. Thì về cái vấn đề này thì mọi người có thể tìm trên mạng đầy, không thiếu. Rồi. Thì cái thằng bếp, cái này là cái nó anh cũng ảnh hưởng đến cái chiến dịch quảng cáo của mọi người. Nên là đừng có nói là tại sao tài khoản tao chạy rẻ và tài khoản thằng khác chạy đắt, hay là fanpage tao chạy thì không được mà fanpage khác không được. Mình phải biết, đừng có so bì. Tiếp theo là đến cái thằng dở hơi này. Đấy, thằng dở hơi này. Thằng này là nguyên nhân của mọi vấn đề. Bởi vì á, như là cái của anh Thành nói này, là cái vấn đề kỹ thuật. Ví dụ mọi người tăng tiền lên mà không đúng chẳng hạn, cũng chết. Tăng chạy ngon, tăng tiền là xịt. Đó, rất là dở hơi. Hoặc là ví dụ như là mọi người đặt ngân sách trọn đời chẳng hạn, 7 ngày 7 triệu, sáng đẹp trời nó đốt 3 triệu là chuyện bình thường, không ai làm gì được nó. Hay đợt này nó quét tài khoản chẳng hạn, giết lầm còn hơn bỏ sót ấy. Vấn đề của nó, thì đây là vấn đề á, mình không kiểm soát được. Thực sự là không kiểm soát được, mình chỉ cố gắng kiểm soát thôi. Bởi vì một lần mà đơn giản mọi người cứ nghỉ đi, thì ví dụ đang chạy ngon, comment là màu, tuy nhiên một ngày nó sụp. Đang lại ví dụ mọi người chạy là một ngày đã 10 comment đúng không? Tuy nhiên ngày mai nó sụp còn có 1, 2, 0. Thì cái đó là, thì phải coi là vì bây giờ mình nội dung cũng ngon rồi, đang chạy ngon, người ta ghét cũng ngon rồi, mà nó sập thì là do cái thằng Bảo này. Bảo này thì nó lại có những cách giải quyết khác nhau. Nhưng mà nếu mà nó quá thì tắt máy, đi cà phê, kệ nó, làm sao được, không làm được. Có khi ví dụ như đợt này chết tài khoản, mọi người cứ cố gắng đầu mà mọi người thêm thẻ vào, chả chết. Nó đang khắt khe mà thì chả chết. Ví dụ thêm thì phải qua máy khắt thêm, đi mua cái thẻ máy về cái máy ấy. Nói chung là nó Facebook á, nó có một cái cách tính như thế này, nó tính kiểu mọi người là đồng phạm ấy, liên quan này giết hết. Ví dụ mọi người từng có lịch sử chạy cùng này, người tình có này nó hoặc mọi người liên kết quan hệ hoặc cái tài khoản nó từng quản trị mọi người, nó giết hết, giết lầm còn hơn bỏ sót. Nên là tôi cố gắng chạy sạch, cố gắng không tút. Người ta bảo mà nếu mà mình dùng chơi thủ thuật đấy, chơi thủ thuật thì nó lên rất là nhanh, thật sự là rất là được. Nhưng mà thủ thuật nó có một cái vấn đề là thế này, nó như là một cái con hàng ấy, nó tầm từ 15 đến 25 là nó kiếm ăn được thôi, mà nó không trau dồi kiến thức gì cả thì đến một thời kỳ nó nát rồi, không làm ăn được ở đâu. Còn bây giờ một cái đứa nào đó nó chịu khó học hành, nó chịu khó tư duy chẳng hạn, thì ngày nó càng phất lên, fanpage nó ngày càng phát triển. Nên là mọi người đừng có ham hố cái gì nó nhanh quá, hay là đi hóng hớt mấy cái tốt mấy cái tẹt gì. Bởi vì thực sự những cái tốt đấy á, nó chỉ áp dụng là khi mà mọi người đã xử lý những cái vấn đề phía trước kia kìa, nó ngon kìa, nó ra được đơn kìa. Bây giờ mà chạy bình thường mà chả ra được đơn nào thì tối ưu làm sao nó ra đơn được. Tối ưu nữa thì thủ thuật nữa thì không thể nào mà ra đơn được. Bởi vì cái bản chất của vấn đề đó là nó nằm ở cái chỗ khác. Nên là từ từ mọi người học tối ưu,
Bởi vì là mình đã làm được đâu mà tối ưu. Mình phải chạy được với mình làm chạy nhanh hơn, mình chạy khỏe hơn. Đây mình đi còn chưa vững. Cách set target thì không hiểu thế nào đây, mọi người khả năng còn thao tác còn chưa rành. Ví dụ vậy, đang anh chị nhiều người thì nói nhưng mà đến ngày thì chắc là làm được. Thao tác còn chưa rành thì làm sao mà đi tối ưu được, làm sao mà đến đây mà nghe target được. Đến đây mình vậy là em nói khi mà tham gia ít hơn mọi người chạy 1 triệu. Để mọi người hiểu được cái gì mà anh em chia sẻ, hiểu được cái gì mà nói. Vì cái loại này thì cái thao tác thì thực sự, ví dụ như anh ơi tặng quảng cáo thế nào rồi, anh ơi em không chạy thì cái vấn đề nó đầy. Không tiếng Việt thì tiếng Anh, em tìm không được cái em tìm tiếng Anh. Anh Thành còn giỏi tiếng Anh, em tự tìm em đưa mùa dịch luôn. Anh cần phải hiện tràng dịch nguyên cả tràng luôn. Bây giờ anh YouTube thì không nghe được, thậm chí nghe không được là em xem hình luôn, nghe nhạc của anh chương trình. Có gì đâu, cứ bảo là bây giờ không biết tiếng Anh rồi không đọc được. Nhiều người bảo em cũng tìm nhưng mà em hỏi anh nhanh hơn. Anh thời gian anh còn bị đưa vợ đi nhận ra anh hỏi nhanh hơn thì anh thời gian đâu mà tư vấn em. Đấy, thì cái vấn đề kỹ thuật vào cùng này là mình không nắm trong tay được, không nắm được thì, nhưng mà mình vẫn phải biết khi nào nó xảy ra sự cố. Đôi khi là đi nghe ngóng thôi, nghe ngóng hàng xóm láng giềng nó mất gà mất vịt thì không thì mình bắt gà vào chuồng chẳng hạn như vậy. Nghe ngóng lên rút anh em có kêu gì đâu, nhưng mà không phải là nghe để rồi mà dừng lại ở đó. Mình nghe á, cái này mình không giải quyết được này, mình phải đi tối ưu cái khác. Mình ngồi mình ủ mưu xem làm sao để hơn đối thủ, mình ủ mưu làm sao hình ảnh nó đẹp hơn. Tại sao em không làm hình ảnh nội dung, kể cả hình ảnh nội dung hiện tại nhé, mà em cũng thuê luôn. Thật sự là vì ngồi làm hình ảnh nội dung á, em thuê nhiều đơn vị rồi, nhưng nó làm rất là hời hợt, nó làm như là kiểu gà công nghiệp để cứng ấy. Thì làm nội dung mọi người phải đầu tư, thật sự phải ngồi nghỉ ra là khách nó thích cái gì, ngồi nghỉ sản phẩm mình có cái gì để mà đưa lên cho người ta bán. Mình phải tối ưu từng cái như vậy được. Còn bây giờ hầu hết chắc là 60% mọi người đến đây là để dò target như thế nào. Em chạy bán trứng thì target thế nào, em chạy bán sữa target như thế nào. Nó chỉ là một phần rất là nhỏ cuộc chơi Facebook thôi, rất là nhỏ. Nên là mình phải hiểu được nó những cái vấn đề gì thì mình mới đi tối ưu được. Đấy, chứ bây giờ mình bảo là mình có tối ưu, mình ngồi cả ngày thì càng ngồi càng chết thôi, mất thêm tiền thôi, không phải vì thế ạ. Ví dụ như cái kỹ thuật mình phải nắm rõ, cái bảo thì mình có thể né, giảm sách xuống, hay là chạy các tài khoản khác, bởi vì đó tài khoản này chạy không được, tài khoản kia chạy được, đôi khi qua tài khoản cùng lắm qua cái thứ ba là chạy được. Các lỗi như nó không cắn tiền hay nó bơm tiền không đều, chẳng hạn như ví dụ một ngày mọi người xét tầm khoảng 300 ngàn chẳng hạn, đúng không, 10 giờ trưa mà nhìn vào nó mới đốt cái tầm khoảng 30 là nó có vấn đề rồi. Vấn đề đấy thì nó hai vấn đề, thứ nhất là kỹ thuật mình xét, thứ hai là Facebook nó không phân phối bình thường. Thế bây giờ ngày nó chạy 30 buổi tối đến nó đốt hết cả 300 không ra một cái đơn nào luôn, thế nó là chuyện bình thường với con đường một sửa. Nên là thật sự chạy quảng cáo thì em vẫn hay tâm sự là nghề nó hơi bạc. Bởi vì khách hàng thì họ không hiểu cả này, giờ nói chị ơi Facebook bốc nếp, chị ơi Facebook đợt này quét tài khoản. Họ không quan tâm. Họ quan tâm là Cương ơi tại sao tao trả mày 20 ngàn mà hôm nay tao không thu về được 22 ngàn. Mày đền cho tao thôi, tao thấy tao mất tiền quá. Nhưng mà nếu như vậy thì bởi vì ở đây á, mọi người rất là ít quan tâm về gì marketing, hầu như là chưa ai làm. Nói nhỏ với bản thân em của người làm, bởi vì thì marketing rất là mất công. Nhưng mà mọi người phải hiểu thế này, bán hàng á, cho một cái khách hàng cũ bao giờ chi phí cũng rẻ hơn là khách hàng mới, hoàn toàn như vậy. Nên là ví dụ mọi người lôi được nó vào xem bài chẳng hạn, lôi được nó vào web chẳng hạn, thì rất là ít cái số đó mà mua hàng. Đấy, thì mình phải làm lại nhé. Đơn giản đây, hôm qua vớt được vài anh không chuyển khoản và đến đây đấy thôi, nhắn tin cả. Nếu bình thường mà ví dụ nói đơn giản, ví dụ mình tiết tiền chẳng hạn, ông nào đi thì nhắn tin thôi. Đấy, thế bây giờ cái những người đến đây
họ đăng ký rồi nhưng mà họ quên. Nhiều ông bảo giờ em chuyển khoản lằng nhằng em không thích đấy. Thế bây giờ đó là ví dụ như đó là phải khách hàng tiềm năng rồi. Bây giờ mình nói thẳng ra ví dụ đây, em thuê đây khoảng ngày 50 người rồi thì đi anh chị đi đông cho nó vui, mình chia sẻ em gió nó vui chứ. Vậy thì em mất tầm khoảng 4-5 ngàn cho nhắn tin cho những người mà đã đăng ký mà chưa chuyển khoản. Ở đây có những ai như vậy không? Vẫn chốt được đúng không? Đấy ví dụ như là đấy mình sẽ gia tăng được cái đơn hàng về của mình. Nó như vậy, người ta quên sáng nay người ta lại chiều về vợ nó tát cho phát quên. Tôi đến mình nhắc nhở anh ơi này anh thích cái này em giới thiệu lại cho anh. Nên là các ông lớn là toàn chơi thì marketing. Và thì marketing lên Facebook thì rất là tốt. Bởi vì Facebook nó làm cái buổi hiển thị. Hiển thị thì rất là rẻ. Giúp bây giờ mọi người vào Hotia chẳng hạn, Alibaba hay này nó chẳng hạn, xem cái sản phẩm gì đấy thôi thì nó sẽ bám đuổi mọi người, bám được mọi người đến cùng thì khi mọi người mua thôi. Thì như vậy bởi vì là nó biết là nó đã có một khách hàng. Bây giờ mình anh em mình nhá, mình đốt bao nhiêu tiền đúng không, bao nhiêu tiền thì mới ra được một cái đứa quan tâm ở đây, biết đến mình ở đây mà nó quan tâm rồi thì nó mất một mớ nữa. Mà bây giờ mình không khai thác cái này thì chết giờ. Nên là nhiều cái mình phải tạo phễu thì marketing. Hiện tại mà phễu á, mình có thể tạo được. Thứ nhất là cái web. Nếu mà anh chị không có web ấy thì anh chị có thể làm phễu video. Và nếu không làm được phễu video á thì mọi người nó chỉ cho tiếp thị lại được. Nếu mà không làm được phễu video nữa thì có cái quảng cáo gọi là quảng cáo thu thập thông tin khách hàng tiềm năng. Đó là ví dụ bây giờ mọi người làm spa chẳng hạn, hay mọi người làm tư vấn bất động sản chẳng hạn. Bây giờ em tổ chức một cái buổi tư vấn và chọn nhà chẳng hạn cho anh chị, hay là em chỉ anh chị chỗ nào ngon thì ai mà kích cái màu đấy mình quảng cáo lại được hết. Vậy thôi, em bây giờ rộng bao la trời biển thế này làm sao mà bắt được, con nào nó ở trong ao thì mình bắt nó dễ hơn. Nó như vậy thì bây giờ là cái phần tiếp theo của chúng ta mà nó cực kỳ là quan trọng. Nếu mà mọi người không làm bước này á thì cũng hơi đáng kiệt đấy. Bởi vì là mọi người không biết khi nào Facebook bảo à, không biết khách hàng của mình là mua hàng ở đâu à, chẳng biết cái gì, cứ bán là bán thôi. Một ngày này chạy 50 ngàn thì thôi bán như vậy, chạy lên 100 ngàn bán như vậy, chắc chỉ là chạy 5 triệu mà bằng thằng ấy chạy 1 triệu. Nên mình có cái đo lường, chắc chắn là phải làm cái đo lường. Ví dụ bây giờ anh chị đây là chắc là doanh nghiệp hoặc kinh doanh nhiều thì mọi người phải thống kê cái tiền hàng ngày đúng không? Xem một ngày lời đổ bao nhiêu. Nếu là tầm để một tháng nó thống kê thì sập doanh nghiệp mất rồi, thì không cứu được nữa rồi. Thì cái đo lường này á, thì ở đây thì em có một cái bảng đo lường. Bảng này là em lấy của bên đi sửa mặt rồi đấy. Em lười lắm, em không lập cái loại này đâu. Em lập thì em lập xấu quá cả. Thì mọi người lấy ở đây à, thì nó sẽ có hết, nó thống kê được. Thống kê được bao nhiêu tiền này, ra bao nhiêu đơn này, ra bao nhiêu số điện thoại này. Ví dụ em chạy cho khách thì em sẽ phải làm bảng thống kê. Ví dụ đơn giản nhá, một ngày mà mình chạy ra 3 comment, 30 comment chẳng hạn, mà nó chốt được bao nhiêu đơn đấy chẳng hạn. Bây giờ ngày mai mà nó ra 30 comment mà nó chốt không được đơn, là bà bảo bây giờ mày chạy không tốt đấy, chị xem bây giờ comment của em còn đạt mà chị không chốt được đơn chẳng hạn như vậy. Hoặc là mình phải xem lại comment, ví dụ comment có đúng lứa tuổi hay không. Ví dụ bây giờ cái hiệu suất chốt đơn vẫn ổn nhưng mà comment nó không chất đấy thì làm sao được. Nên mình phải thống kê hàng ngày đấy, thống kê doanh thu này từ đây này, CTR này, CTR tức là tỷ lệ đơn lên comment này. Tức ví dụ có 100 comment thì nó ra bao nhiêu đơn đấy, hay là tiếp cận 1.000 người thì nó ra bao nhiêu comment, hay là mình phải biết được là từ comment đấy thì ra bao số điện thoại, bao số điện thoại là chốt. Mình mới biết là mình đang ở đoạn nào mà mình giải quyết. Ví dụ bây giờ là số điện thoại comment mà không ra số điện thoại, comment không ra số điện thoại thì chắc chắn là vấn đề của nhất là sản phẩm, thứ hai là mình target chưa đúng đối tượng. Chứ bây giờ làm cái Mercedes chạy từ khoảng 18 tuổi đến 25 tuổi, comment đẹp quá, người yêu ơi vào mua này, yêu ơi xem này, không chốt được đơn
đó là do rồi mình chạy quảng cáo chạy không đúng đối tượng. Còn bây giờ mình chạy ra ngừng lấy comment mà chốt không được thì phải xem lại thằng chốt đơn, xem lại sản phẩm. Thì mình thống kê như vậy á thì mình mới ứng được cái lượng tiền. Còn cái bảng thống kê em lập thì em hay lập ngang như thế này, đây là một cái bảng nữa, bảng người ta để thống kê ra được, tức là khách hỏi này, đơn hàng này, đây là những cái thống kê cơ bản nhất mà mọi người phải làm hàng ngày. Làm như vậy thì mình mới biết là mình chi tiêu tiền như thế nào. Trong cái bảng em lập thì thường thường em lập bảng dài, bởi vì em là người chạy quảng cáo, em không phải là buôn. Chạy quảng cáo thì nó lại khác, tức là em nhập ngân sách để em theo dõi như cái lượng comment nó có biến động hay không. Ví dụ như lượng comment ở đây chẳng hạn, số người cao mà lượng comment thấp thì mình phải theo dõi xem nó biến động hay không. Ví dụ mình phải biết là ngày hôm nay là giá comment là bao nhiêu, mình ra bao nhiêu comment, ngày mai mình ra thì mình xem được nó có biến động hay không. Thế bây giờ bình thường ngày nào mình ra 10, 8, 7, 11, 12, hôm nay nó tụt xuống 1, 2 là mình phải coi lại vấn đề thôi. Vấn đề ví dụ như mình có tần suất của mình bị lặp không? Vấn đề của mình là cái mẫu quảng cáo nó hết hứng thú chưa? Kiểm tra lại CTR nó còn hấp dẫn hay không? Hay là vấn đề bây giờ là cái thằng đối thủ mình nó đổ hàng thì mình tất cả mình đều phải theo dõi hết. Mình theo dõi một ngày mình bơm bao nhiêu tiền? Thì từ cái theo dõi này nó mới ra cái vấn đề ngân sách. Ngân sách như thế nào? Ví dụ bây giờ mình chạy một comment là 50.000, ví dụ vậy đi, thì nó có còn lợi nhuận hay không, thì cái mức cần comment của mình là bao nhiêu thì hợp lý. Thì cái đó thì chỉ có lấy từ cái dữ liệu cũ mình theo dõi ra thôi chứ lấy đâu mà ra, không mọi người đúng không? Nó không có cái số liệu, bởi vì mỗi ngành hàng là số liệu nó khác nhau. Hôm qua thì có một thằng cu em nó chạy nội thất, nó chạy nó được đợt trước, nó thằng cô em ngoài đâu làm nói thật em hôm thì biết em thì nó hỏi anh ơi hôm nay em chạy lượt, bởi vì cái tài khoản đấy là nằm bên em, nó bảo anh ơi em xem cho em lượt comment là bao nhiêu tiền. Đó là một comment mà biết không, 164.000 một comment. Thì thông thường như vậy là mọi người thấy nó đắt đúng không, đắt không? Nếu mà như bình thường chắc em sao lên 164.000 comment thì chắc có thằng ném gạch vào mặt luôn, còn mày chạy vẫn mày nói. Nhưng mà phải nói về cái hiệu số chốt đơn. Em hỏi mày được mấy khách hàng, tao thấy mày chạy mày được 4 comment mà mày được 2 hợp đồng còn gì nữa. Hợp đồng của nó đẹp nhất tầm phải vài chục triệu. Sao nữa không anh, 3 hợp đồng mày chạy 164.000 mà được 4 comment mà được 3 hợp đồng thì mày còn kêu anh cái gì. Đấy là cái vấn đề như vậy. Như bây giờ mà ví dụ mọi người chạy ra comment mà bây giờ ví dụ như ông chạy bất động sản chẳng hạn mà ông đòi tầm khoảng 1.000-2.000 comment thì lấy đâu ra? Không có. Cái khách hàng nó lọc cao hơn mình nên là mình phải tính lợi suất, cái lợi suất mà mình thu về. Ví dụ bây giờ á, mình đầu tiên là mình phải tính cái thông số này thì mọi người lập thì mọi người xem dần thì mọi người sẽ thống kê được cái mức cần của mình. Ví dụ bây giờ cái sản phẩm đấy mình chạy một thời gian mình biết rồi, cái comment mà nó quá 30 là người ta lỗ, bởi vì á comment mà hiệu số chốt đơn thì tùy, nhưng mà ví dụ chốt đơn 30% đúng không thì 30 nhân 3 lên là 90.000 rồi, trừ chi phí là không đủ, mình phải coi lại cái đó nó hợp lý không thì mình phải bỏ đi, còn lợi nhuận thì mình tự ăn được. Thì như vậy thì mình sẽ tính ra được, bởi vì có cái ngân sách. Thường thường mọi người có một câu hỏi đó, đó là anh chị nên chạy ngân sách như thế nào. Thực chất Facebook thì nói thẳng là đổ nhiều tiền thì càng tốt thôi, nhưng mà đổ đến mức độ nào thì mình phải coi lại. Ví dụ một ngày mình chạy 500.000 chẳng hạn, như vậy mình ra được cái số đơn, mình tính ra được một đơn là mình lời bao nhiêu. Ví dụ một đơn mình lời 150.000, mình sẽ có cái doanh thu hàng ngày của mình, tức mình bỏ ra 500 mình thu về 1 triệu chẳng hạn. Thì cái đó mọi người tính toán là đúng không? Ví dụ bây giờ mình bắt đầu mình bài toán mình bơm tiền, chưa nói gì bài toán kỹ thuật. Bây giờ mình bơm tiền, mình bây giờ 5 năm thu về là ví dụ 5 triệu chẳng hạn. Bây giờ mình bơm đây là 50 triệu thì nó thu về bao nhiêu? Chắc chưa chắc là ổn. Nên mình bơm dần, ví dụ 500 mà lên 1 triệu
còn ok thì mình bấm tiếp. Tức mình phải tính ra cái hiệu số tốt đơn nha, mà những con số lung tung bỏ đi. Thật sự mọi người, mình là người bán hàng, cái mình quan tâm nhất là lợi nhuận, có lợi nhuận, comment đó, lợi nhuận, ok thế thôi. Bây giờ like không, comment không có, mà có inbox, ok, quay về cái bài toán lợi nhuận rồi. Hôm nay nó không mua, ngày mai nó mua, tính theo tháng thì mình vẫn ok. Đó là cái vấn đề mình vẫn được, thì mình phải tính ra. Ví dụ bây giờ mình chạy 5 triệu mà cái mức thu lợi nhuận về thì cũng bằng chạy 1 triệu. Mình chạy 5 triệu làm gì? Mất công ra. Thì mình bây giờ, bởi vì mình tính là mình bơm tiền mà. Mình bơm tiền thì ví dụ mình bơm 1 triệu, mình vẫn thu về lợi nhuận ok. Bơm lên 2 triệu, nó thu về lợi nhuận ok. Lên 3 triệu thì nó có thể giảm xuống, nhưng mà trong tầm mình chấp nhận được. Mình tính ra là lợi nhuận mình vẫn ok. Nhưng mà càng bơm lên cao đến một mức nào đó thì mình sẽ tính cái lợi nhuận nó không đáng nữa. Bởi vì là hệ thống của mình phải phình ra. Bây giờ mọi người có anh chị muốn ngàn đơn không? Mà biết ngàn đơn đơn giản là 5 đơn là khác, 10 đơn khác, 30 đơn là khác, 100 đơn là khác. Nhưng bây giờ mọi người làm thời vụ chẳng hạn, thuê một mớ người về để chạy ngàn đơn chẳng hạn, thì nó có đủ chi phí không? Mình phải tính ra là chi phí. Nên hàng ngày mình phải nắm được chi phí của mình bỏ ra bao nhiêu và thu về bao nhiêu, thì mình mới bơm tiền vào Facebook. Chứ còn về ngân sách Facebook thì có gì mà nói. Ngân sách thì nó liên quan đến cái lượng tiền mọi người thu về và lượng tiền mọi người bỏ ra thôi. Còn cái chuyện bơm ngân sách á, bơm hợp lý á, nó liên hệ anh Thành. Còn cái chuyện bơm ngân sai nó hợp lý. Vì cái đó là vấn đề kỹ thuật. Vấn đề kỹ thuật thì bơm thì việc bơm thôi. Bơm thế nào hợp lý 20-30% nhân nhóm, nhân viên dịch. Cái đó thì mình tự xử lý được. Mình hỏi Thành ok, chẳng hạn như vậy. Nhưng mà cái thông số comment, thông số này hay là tỷ lệ đơn, tỷ lệ hàng này thì không ai nói cho mình cả. Không chả được nào biết mà nói. Sản phẩm con nào ông ấy chạy, nên là anh ơi em chạy thế này đắt hay rẻ? Đắt hay rẻ thì làm sao mà đắt hay rẻ thì tùy lợi nhuận em thu về. Nhưng bây giờ tính tương tác chẳng hạn, cứ đòi tương tác cho rẻ, thấy phố nào 1 đồng, 2 đồng, 0 đồng xuống bu xuống ít như là ruồi bu mật đấy. Thế 1 đồng, 2 đồng nó có mang về lợi nhuận hay không? Bây giờ bất cứ ai mà sao cái gì ở trên nhóm á, sao giá comment rẻ đúng không, tao nhìn vào nó sao luôn sản phẩm. Nhưng bây giờ sản phẩm bán giảm giá thì comment trả rẻ. Sản phẩm bây giờ sản phẩm của tôi 5 triệu thì bố ông cũng chả chạy được. Nên thằng nào đi chạy bảo ngàn đơn nữa. Em đưa tiền, em lấy 20% lợi nhuận, cho anh 80% anh xử lý làm luôn không em đấy. Đấy, đưa tiền cho mà làm, mất công. Nên nó rất là nhiều cái vấn đề. Thì cái lập bảng theo dõi này á, thì cái file này thì để hôm nào mày với nhau với mọi người, mà không thì mọi người bất lập được. Vì có một số file thì xung là lập đẹp lắm, thì về kiếm rồi đẩy lên lên một lúc cho mọi người sử dụng. Mà chắc chắn là mọi người phải sử dụng để mọi người theo dõi xem là cái mình làm như thế nào, theo dõi hàng ngày giờ, chứ không phải là chạy cuối tháng xem một lần đâu. Thì trong cái chỗ cái vấn đề ảnh hưởng đây, mọi người có câu hỏi gì không? Em phân tích em về một cái video đó, thì làm sao mà có cái nhiều cái tỷ lệ nhấp chuột thì nó rất, nhưng mà cái khách hàng mà xem video đến 50% nó cao hơn nữa. Ví dụ khi một cái video á, nhiều người hỏi là video em nên dài hay nên ngắn, đúng không? Hoặc là anh ơi, thì cái tỷ lệ nhấp á là cái nhìn ban đầu. Như em nhìn anh chẳng hạn, nhìn ban đầu nhìn vay cho vay là 1 năm 10 triệu chẳng hạn, thực phát đấy. Ví dụ mà như thế chúng ta đang nhìn ở đâu ra 15 nhất, nhưng mà cũng là tự xem được auto play. Video luôn rồi đấy, không cần nhấp, không cần nhấp mà. Video chúng ta đây video không cần nhấp. Mọi người có câu hỏi gì chỗ này được không? Rồi anh hỏi anh. Anh mà mình
Đi marketing anh em. Chắc cái đi marketing nó em có một vài viết và có video rồi. Đi marketing nó giống như là cái phiểu marketing á. Cái này thì nó rất là nhiều cái bài viết. Nhưng mà muốn chơi phiểu marketing á, ví dụ em sẽ nói từ ngữ của em cho mọi người dễ hiểu. Thì cái phiểu marketing ở đây á, thì lên Facebook nó có muốn chạy trên web, tức là khách vào xem sản phẩm nào và quảng cáo lại sản phẩm đó, thì anh phải có một cái mảng pixel anh gắn vào web, cái này nó chỉ thuật nó biết, và sau đó là anh quảng cáo lại cho những người xem như vậy. Và cái này á, thì mọi người biết không, đi marketing anh không, chắc cái đi marketing nó em có một bài viết và có video rồi. Đi marketing nó giống như là cái phiểu marketing á. Cái này thì nó rất là nhiều cái bài viết. Nhưng mà muốn chơi phiểu marketing, ví dụ em sẽ nói từ ngữ của em cho mọi người dễ hiểu. Thì cái phiểu marketing ở đây á, thì lên Facebook nó có muốn chạy trên web, tức là khách vào xem sản phẩm nào á, và quảng cáo lại sản phẩm đó, thì anh phải có một cái mảng pixel anh gắn vào web, cái này nó chỉ thuật nó biết, và sau đó là anh quảng cáo lại cho những người xem như vậy. Và cái này á, thì mọi người biết không,